Cách làm video chạy chữ karaoke mà không phải nhập từng chữ một. Đầu tiên các bạn hãy vào ứng dụng Top Top và nhập cái tên bài hát vào nha. Ví dụ như đây mình chọn bài là anh này. Sau đấy thì các bạn chọn vào một cái video bài nhạc. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm giữ vào cái video và các bạn bấm lưu về nhá. Bước thứ hai, các bạn vào cho mình ứng dụng CapCut và bấm dự án mới nhá. Tiếp theo các bạn chọn sang mục hình ảnh này. Và ở đây mình sẽ chọn cái hình ảnh để đưa vào. Tiếp theo các bạn bấm cho mình chữ thêm âm thanh ở đây này. Và các bạn chọn cho mình là đã trích xuất này. Tiếp theo các bạn đưa cái video bài hát mình vừa mới tải về nhá. Sau đấy các bạn chọn chỉ nhập âm thanh này. Sau khi đưa âm thanh bài hát vào xong rồi thì các bạn kéo cái hình ảnh này, các bạn chọn hình ảnh, sau đấy nó hiển thị gạch dọc dọc, các bạn kéo lên ra cho nó bằng cái phần lời âm thanh nhá. Cái mẹo ở đây mình dùng là mình sẽ kéo cái hình ảnh nó kéo dài quá lên, sau đấy thì mình chọn vào cái phần này này, các bạn bấm tách hình ảnh và bấm tách phần âm thanh thì nó sẽ cắt đều nhau các bạn nhé. Sau đấy các bạn bấm xóa này, đấy nó sẽ đều nhau ở đoạn cuối. Tiếp đến các bạn kéo cái gạch dọc dọc lên đầu video nhá. Rồi ở đây mình sẽ bấm quay ra này, sau đó các bạn bấm vào phần văn bản này. Các bạn bấm cho mình cái chữ thêm chữ nhá. Sau đó các bạn lên Google, các bạn nhập cái lời bài hát là anh này. Sau đấy nó sẽ ra lời bài hát là anh. Các bạn bấm sao chép từng đoạn vào nhá. Đây mình bấm sao chép đoạn này này. Sau đấy các bạn lại quay sang bên CapCut. Ở đây các bạn bấm dán này. Rồi và các bạn sẽ thu nhỏ cái chữ lại nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ kéo lên trên này. Tiếp theo các bạn bấm vào phần phông chữ. Các bạn chọn cái phông chữ mà mình thích nhá. Ví dụ mình chọn cái phông chữ này. Tiếp theo các bạn có thể kéo to chữ của mình mong muốn lên này. Và các bạn bấm sang phần phong cách. Các bạn chọn lại cái màu chữ nhá. Rồi tiếp theo các bạn bấm cho mình vào phần hiệu ứng động này. Các bạn kéo xuống dưới này nhá, các bạn tìm cái chữ karaoke nhá. Đây có chữ karaoke, các bạn bấm vào đây. Trường hợp mà cái chữ của mình đang ngắn hơn lời bài hát, các bạn bấm chọn vào chữ này, sau đấy thì các bạn kéo dài nó thêm một xíu nhá. Đây mình kéo dài lên cho nó bằng cái đoạn lời bài hát này. Rồi tiếp theo các bạn bấm lại vào đây, các bạn bấm cho mình lại hiệu ứng động này. Các bạn kéo dài thời gian này lên nhá, kéo dài thời gian này lên bằng hết này. Các bạn bấm V. Bây giờ mình bấm nghe thử này. Đấy, nó dài bằng là ok nhá.